Hello mến chào anh em. Ngày hôm nay em lên cho anh em mình xem một con xe quay 1i 125 ha. Nó giống như xe Future của Việt Nam mình đó. Mà xe này là xe quay i 125, nội địa Nhật ha. Xe nội địa Nhật. Xe này rất là đẹp, xuất sắc. Riêng xe quay i 125 này chạy rất là đầm lắm, mấy lần con xe Future Nhật của mình, Future Việt Nam mình đó. Viên con quay y này là FI phun xăng điện tử ha. Đó, anh em có nhu cầu mà chơi những cái dòng xe nội địa Nhật á, thì vui lòng alo em qua số điện thoại là 0979 396 007 ha. Em có Zalo gửi hình chi tiết cho anh em mình xem cận kẽ hơn nữa. Con quay y 125 này nó giống y như con Future Việt Nam mình á. Nó chỉ có mấy cái bát mũ á, nó chỉ có sai 1-2 điểm thôi, nhưng mà toàn bộ là giống nhau hết, giống con xe Fuel Việt Nam mình hết đó. Anh em mà có nhu cầu chơi những dòng xe này thì cứ alo em, giờ em review chi tiết những cái hình ảnh cặn kẽ hơn nữa con xe quay y 125 này ha. Nói chung chất xe thì rất là đẹp ha, nguyên rin 100%, máy móc thì chưa đụng chạm. Đó, máy móc thì chưa đụng chạm. Cặp vỏ thì để lâu á, nó bị nứt nên là em đã thay cặp vỏ mới cho anh em mình về chạy. Đó, anh em mình chỉ việc về là đổ xăng là chạy thôi, chứ không có cần phải thêm bất cứ món nào nữa. Xe nó rất là mới, rất là đẹp. Đó. Về chất lượng xe này thì anh em mình khỏi bàn cãi tới rồi. Đó, nó chạy rất là bền và rất là đầm, rất là chắc xe, rất chắc hơn xe Việt Nam mình gấp mấy lần. Đó. Khi mà leo lên con xe này là anh em mình cảm thấy là chán con xe Fuel của Việt Nam mình liền. Đó. Em cảm nhận được cái điều đó. Đó. Anh em mà xem kênh vui lòng cho em lượt like, lượt share, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ bên em phát triển kênh YouTube ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em mà có nhu cầu mà sở hữu con xe này thì vui lòng alo em qua số điện thoại là 0979 396 007 ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tuần mến chúc anh em mình sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân, và thành công trên mọi lĩnh vực. Hẹn anh chị em và con mình những cái video sau.